Thưa quý vị, theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm nay, giá bán gà công nghiệp lông trắng thấp hơn giá thành sản xuất. Cụ thể, giá gà xuất chuồng bình quân 6 tháng đầu năm khoảng 25.900 đồng 1 kg, trong khi giá thành sản xuất gà lông trắng từ 32 đến 35.000 đồng 1 kg, khiến người chăn nuôi gà thua lỗ nặng, hơn 6.000 đến 9.000 đồng 1 kg. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ cho biết, do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, đẩy giá thành chăn nuôi gà công nghiệp thời gian qua neo ở mức cao kỷ lục, trong khi đó cung cầu chênh lệch kéo giá gà ở mức thấp.